Đinh Như Phương được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi chiến thắng ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 và tiếp tục gây chú ý vì xin trả vương miện gần 4 tỷ cho ban tổ chức. Đinh Như Phương, sinh năm 2001 tại Quảng Bình, đang theo học trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Biển đảo Việt Nam vào 2022. Thời điểm dự thi, Như Phương mang số báo danh 105, sở hữu chiều cao 1m75, số đo hình thể 91-62-96cm và gương mặt đẹp đã thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ những vòng đầu. Tối ngày 22 tháng 10 năm 2022, đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam Miss Iceland Việt Nam đã diễn ra tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề Tôi, người Việt Nam. 36 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi đã tham gia tranh tài, trong đó có Đinh Như Phương. Tại đây, người đẹp đến từ Quảng Bình đã gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả bằng những bước catwalk chuyên nghiệp cùng thần thái tự tin, nhờ vậy mà cô ghi tên mình vào top 5 bước tiếp đến vòng thi ứng xử. Câu hỏi mà Như Phương nhận được đó là, ngay cả khi không phải là người giành được vương miện của cuộc thi năm nay thì cảm xúc của bản thân bạn về biển đảo Tổ quốc ta như thế nào? Người đẹp trả lời, vương miện là danh hiệu cao quý mà bất kỳ cô gái nào tham gia cuộc thi sắc đẹp đều hướng tới và tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi, một hoa hậu phải có đầy đủ 4 yếu tố, tri thức, nhan sắc, bản lĩnh và trách nhiệm. Và tôi đã sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao quý nhất của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Bằng tình yêu thương đối với biển đảo quê hương, tôi mong muốn lan tỏa hình cảnh đẹp của biển đảo quê hương, những thông điệp về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường đến tất cả các bạn bè trong và ngoài nước. Vì thế, dù tôi có trở thành thí sinh giành được ngôi vị cao nhất hay không, thì trong tôi tình yêu biển đảo quê hương vẫn nồng nàn và cháy bỏng. Như ông cha ta ngày xưa đã nhắn nhủ rằng, biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Màn ứng xử đầy thuyết phục của người đẹp gốc Quảng Bình nhận được nhiều lời khen ngợi và cũng đã giúp cô bước lên ngôi vị danh giá nhất của cuộc thi. Được biết, chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 có tên Power of the Sea, sức mạnh của biển, chế tác từ 12 viên kim cương xanh và 3.417 viên kim cương trắng với các kích cỡ, hình dáng khác nhau, giá trị vương miện là 3,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, vừa đón nhận vương miện chưa lâu, Hoa hậu Đinh Như Phương đã xin trả lại cho ban tổ chức cuộc thi và muốn dành tất cả số tiền đấu giá nó cho những chiến sĩ xa gia đình, người thân để bảo vệ chủ quyền biển đảo ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Dù có vương miện bên mình hay không, tôi chắc chắn sẽ luôn nỗ lực thay đổi bản thân, hoàn thiện mình từng ngày để xứng đáng với ngôi vị cao quý này, cô nói. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, video clip ghi lại khoảnh khắc Đinh Như Phương trả lại vương miện giá 3,9 tỷ đồng vì muốn đấu giá từ thiện bất ngờ được công chúng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác cũng như bình luận. Chiếc vương miện này tăng giá trị bội phần khi được Phương đội trên đầu. Nổi hết da gà khi xem cô gái 22 tuổi phát biểu, thật nể phục tấm lòng cao cả của em, là những comment cư dân mạng để lại. Trả lời ngôi sao, chiều cùng ngày, Đinh Như Phương cho biết, cô bất ngờ khi chuyện cũ lại nhận được sự quan tâm cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả như vậy. Người đẹp cũng tiết lộ thêm, việc trao trả lại vương miện để ban tổ chức đấu giá là quyết định bộc phát của mình. Ban tổ chức đứng hình với hành động của tôi, mọi người sau đó ngồi lại họp bàn và quyết định để tôi giữ vương miện trong một tháng, phục vụ việc tham gia các hoạt động sau đăng quang và trả quyền lợi nhà tài trợ. Hiện tôi đã trao trả vương miện, vật phẩm này được ban tổ chức bảo quản tại Hà Nội và lên kế hoạch tổ chức đấu giá cuối năm nay, cô chia sẻ. Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 khẳng định, đến giờ phút này, cô vẫn không hối hận về quyết định của mình. Người đẹp cho rằng đó là hành động xuất phát từ trái tim. Hành trình tham gia Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 không chỉ mang tới cho tôi những trải nghiệm để trưởng thành, cơ hội học tập, mà còn cho tôi thấy sự vất vả, khó khăn của các chiến sĩ ngày đêm bám biển. Hành động của tôi, mọi người nghĩ là đặc biệt, họ gọi tôi là hoa hậu đầu tiên trả lại vương miện ngay đêm chung kết. Nhưng với tôi, nó đơn thuần là tình cảm muốn được trao đi, cô bày tỏ. Như Phương thừa nhận, thu nhập của bản thân tăng đáng kể từ việc nhận hợp đồng thời trang, quảng bá du lịch sau đăng quang. Cô cũng cảm thấy mình thay đổi nhiều về phong cách, mặc chỉn chu, chọn lọc và kết hợp kỹ lưỡng từng trang phục khi dự sự kiện hơn. Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 cho biết, cô không ngại rèn luyện kỹ năng catwalk, tạo dáng chữ ống kính để đáp ứng tiêu chí của các nhãn hàng, từ đó có thêm cơ hội hợp tác với họ. Trong thời gian sắp tới, người đẹp sinh năm 2001 muốn theo đuổi chương trình học thạc sĩ, ngành quản trị kinh doanh, song song việc hoạt động nghệ thuật cũng như thực hiện những dự án cộng đồng. Tôi luôn ý thức được rằng mình phải hoàn thiện từng ngày để xứng đáng với ngôi vị hoa hậu mà ban tổ chức đã tin tưởng trao cho. Tôi thấy vui, hạnh phúc khi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, điều đó tạo động lực để tôi và ekip làm việc hăng say, như Phương cho hay.